Bà sư sĩ nè tập này nó không bị đầu đấy cứ nhầm chọn bài tệ tần chỉ mùi cả cứ từ số trên bị phao khét nó không rồi viết đòi prapra add in alpha beam nếu như tôi đang tha nó không lòng đại miền tập hôm thống nó về đại dương thuộc cả xa không rồi cứ cần lực biểu chú vì ai sĩ p trái p cho mùi vị tràn tịnh rồi bà sân chỉ cầm hôn bà dương mà chỉ cầm hôn đại design nên là plan đấy mình để ta plan nó được bàn design đại cầm hôn xây mũi hay mình chắc cầm rôn rồi cầm chắc kia nữa cứ bọc plan nó nằm bay ở cầm hôn xây xây thứ ca sắc xá nâng lang từ lại tại u thọ bay rồi cầm buồn cầm hôn ở đại còn mà sắc xá nó không bị chích mũi nữa tại từ lại đại cầm hôn mũi mũi đã nó còn lại bịp thiệp từ lời bị chạy tê từ lời từ lại nó ta còn gật mơ thật có đại giật bật trận màn giờ mà thua kia nâng bán hỏi nước thằng ấy hiểm ưu thọ và sân dịch cầm hôn như mẹ nè cú plan nâng tới bên đây plan nâng giờ vì màu kết biểu xu lang quỳnh đi chân này bà sân chỉ bị trịnh tối mình vì nghỉ sử dụng cả cái đánh về trịnh việt thống ưu thọ nâng nâng xó nít tổng bày rời đàm chiến chẳng hiểm nâng này nó một phút ha bà sân dịch nông lạc hành là bị trịnh thống hay cầm hôn dương chọn cảm đẹp mà bảo lại bà bà nó thua alpha beam xong bà generate nó một cách so này làm quên à là anh ấy nhìn ấy nhưng còn bà hai vì trên đánh p dưới làm bấy thật cả cứu thì mà đè là bà chính thông thống đôi dạng ấy vì cái tôn bố đá ấy vì cái tôn bày rồi mệt chiến vì bày rồi mà phải bấy chạy vào mùi mệt chẳng nông chuẩn mùi mũi vì ảnh một cách lạc đồ cho lại những thứ hỏi vì ai chẳng tới vì ai nơi tì tàng xây xây cái này này hay cũng bố vì ai prai pro chẳng đó bà sân dự bông phổ chẳng ai bê lực bà chịnh mình đi ai xì bê rõ khai nhớ bây kết bạc mà nói vì sức rật vì tâm trớ rồi có những ai cũng hôn dừng khóc ai xì bê rung mà tất biệt tất tên lời cả lực mô rung structure từng mô lần tại này không lý nhưng còn lại nó bông phổ chạy huynh chế dừng miền chỉ thua mũi và sân dự dừng đẹp mà prakam thì để biết còn đấy có nhóm của prakam một nghìn đang đài nó về được nhóm lực một rộng sắc xa một rộng đó còn đấy nhóm có copy credit vì đại sản đi plan kim bài chắc nhóm giờ đấy đại sản đi vì người sửa control từ lừa à anh ấy chỉ block nhóm copy anh ấy nhóm copy credit vì tìm mỗi nhóm trong mà đại credit được phát bộ bộ ổn mạch mà đại credit cả ba được không nữa anh ấy nhóm generate credit ai bộ ổn mở mũi tiền cho anh nhầm bật đại vì máu nó không lại khan kín ấy vì chỉ bật lock chẳng vì chỉ bật lock vì bạn vì cái cú không chắc nhầm explode bật lock vì nó tì tàng này muối đấy đây sao vì chỉ lấy bắc kỳ này từ chỉ lấy column layer chain bị nó không đấy chẳng cái nhầm te create nó là layer thay muối làm vậy đã ở vì nghĩ sửa được nó pế đại dương bị chỗ được không anh ấy create anh ấy đi chìm miên này biển này lấy những đặc credit là anh ấy credit đấy nhỉ prapra credit này các bạn này bị layer credit nhầm đi lệch chưa anh ấy giờ layer này cứ chia layer bọc kế chẳng nhầm đăng thà layer nó kì block bao bị một layer ấy thì chẳng dừng với cả layer thay máy đại layer thay máy nhưng đã xâm nhập credit và nó như ai generate credit ba tại credit bây giờ nó không rồi viết bóng bóng cùng plate đấy cái đấy tại định một cắt sỏi vì chờ nó hơi viêm nở nên tì tăng lắm viêm nở bẹ cả đá và nở bẹ cả đá cái đấy viết sruku lấy cái này offset trên vị grid để cháy cháy về trên vị grid chẳng những của bạn không cả cầu tịnh nhưng còn tầm mờ tầm lại nữa đấy nhưng mờ tầm lại nữa và nở bẹ bẹ cả đá cái đấy chẳng bóng bóng cùng plate mà này là nó chẳng ai cái đấy như bạn cũng này viêm và lọc tiền chẳng và lọc nhưng trở lại explode block về share như thế này nên sẽ lại lưu về mang nhầm explode thì chẳng vì chain pi block à chain pi block này vì miền layer vì mũi về nhầm số vì miền layer mũi thế nhé chắc là này layer bảo vì và này có layer mũi đại vì đòi mau cho mũi đại chẳng lục chào mình này có kia bậc cao được chia center chân lệch chất cái đá bảo vì này nhé này vì chia block đại nhầm sẽ lại nhầm sẽ lại sâu về với hạt cài anh ấy bị block cho mối quan hệ này chắc nhầm explode việt đài
ខ្ញុំសូវវាលើកឃើញទៅវាសូវទៅប៉ុណ្ណេះនៅក្នុងហ្នឹងវាបែងចែកជា2ទៀតប៉ុណ្ណេះវាជា wall មុខងារវាជា wall អានេះវាជា column បន្តែ layer វាដាក់ដូចគ្នាអា block block អានេះក៏វាជា column ដែរនេះឃើញទេឃើញវាជា column អញ្ចឹងនៅក្នុងករណីនេះប៉ុណ្ណេះបើបងប្អូន generator វា generate មកដែរប៉ុន្តែវាត្រូវអាកន្លែងនេះមិនប្លុកមិនអាមិនដល់នេះអញ្ចឹងខ្ញុំ select វាទៅជា wall យើងអាច generate ជា wall ពេលក្រោយបាទក្នុងនេះអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបង្កើត layer មួយទៀតខ្ញុំកាត់ layer មួយទៀតសម្រាប់ដូហ្នឹងទៅជា wall វិញភាសាវាប្រើ layer នេះវាប្រើ layer ដូចគ្នាជាមួយ the source ហើយនឹង wall អញ្ចឹងពេល generate ទៅនេះយើងគោះបើវារូបរាងបែបនេះវាគោះចាញ់ចាំមកខ្ញុំ search ជា wall អូខេនេះខ្ញុំដាក់ជា wall នេះទៅអានេះមកចឹងអូខេនេះជា wall ដែរចាំណាមិញជួនកាលខ្ញុំសក់វានេះជាប់ block ទៀតហើយនេះដាច់ block នេះវាអានេះក៏ពិតខ្ញុំត្រូវដូរវាជា wall ដែរបើហ្នឹងចាំ generate wall សារថ្មីនេះខ្ញុំប្រើ lay on lay off lay iso នេះអរគុណអូខេទៅនៅម្ដងនេះទៀតអានេះវាស្មុគស្មាញស្មុគស្មាញវាជីកនេះស្មុគស្មាញបាទទី wall នេះក៏វា connect ដល់នេះតែវាចោលវិញនេះនេះវានៅទៅទៀតនេះចេះក៏អត់អីព្រោះវា generate ទៅវាអត់នេះអានេះខ្ញុំ select ដល់វាអានេះថ្ងៃក្រោយបើយើងដឹងពីដំណើរការវាពេលដែលយើងគូសប្លង់ AutoCAD ហ្នឹងយើងគូសបែងចែក layer វាដាច់មកវាស្រួលអានេះយើងវា layer វានៅសំញាមច្រើនពេកញ៉ៃញ៉ៃពេកក៏យើងពិបាកក្នុងការ generate វាគូសតបែងចែកដាច់រវាង element មួយមួយទៅយើងងាយស្រួលទេបើយើងបែងចែកដាច់ទេវានៅច្រឡំច្រឡំគ្នាហ្នឹងចឹងអាមានគិតថាវាខ្ទង់ប៉ុណ្ណេះវាមានខ្ទង់3 layer ទេ layer grid 1អានេះខ្ញុំអាច lay off វាខ្ញុំ lay off ខ្ញុំបិទនេះចោលចាស់ខ្ញុំប្រើតែឃើញណាអញ្ចឹង layer យើងវាអាចមាន3អានេះ1នេះ1ក៏ប៉ុណ្ណេះយើង select ទៅជា layer របស់នេះម្ដងក៏បានឥឡូវខ្ញុំទុកបោះវាអានេះនៅមួយទៀតណាអានេះវា layer wall ទេប៉ុន្តែវាជាប់មុខងារមួយគេហៅវាអត់តន់ដោ by layer យើង by layer វាឡើងអីឃើញបាទតោះមកនេះខ្ញុំ layout button នេះមកចុះតោះមកទៀតខ្ញុំត្រូវផ្ដាច់វាចោលចេញផ្ដាច់វាចេញដើម្បីធ្វើការសម្អាតប្លង់ឲ្យវា layer ច្រើនពេកវាប្រសេះវារៀងយូរនេះខ្ញុំមកបើកប្លង់នេះបើកប្លង់អូតូនេះអញ្ចឹងយើងអាចផាច់វាឲ្យវាសើតិចឲ្យវាសើប្លុកឬក៏សម្អាត clean វាអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើល layer របស់យើងវាអាចប៉ុណ្នេះហើយវាអាចនៅមាន layer ណាមួយទៀតដូចជា layer នេះវាអាចជាតិចនេះជាតិចអូខេឬក៏ខ្ញុំលុបវាចោលអញ្ចឹងមកអានេះវាជាអីគេចឹងទៅអានេះយើងសូវចាំមើលឡាញចេះចេះប៉ណ្ណឹងអត់អីពី generate ទៅវាអត់បញ្ហាទេខ្ញុំផាច់វាម្ដងទៀត clean វាឲ្យវាសល់តិច layer នេះសល់ប៉ុណ្ណេះ layer ប៉ុន្តែក្នុងហ្នឹងខ្ញុំសែវាចោះអូខេតបមកយើងចូលមកកាន់ revit របស់យើងខ្ញុំបន្តថាជួននៅក្នុងនេះយើងអាចមើលនៅក្នុងប្លង់នេះអាហ្នឹងដូចជាពីរជាន់ញូថតថាវាអានេះពីរជាន់ទី1ទៅជាន់ទី2ខ្ទង់វាខ្ទង់8ម៉ែត្រកម្ពស់វាតែវាមានកន្លែងខ្លះវាលើកវាមានលក្ខណៈជាឡើងទឿ
chân lọc nắng của 7 mét rồi ủa đó là của 7 mét rồi 7 mét á ủa nhưng chọn đặt tay vì nè chia cầm rũ template bao nhiêu tí lúc bị chào chắc anh ấy dừng ảnh từ cục về với các bạn nó có ủa đó bị chọn thì mỗi dân sâu cho anh ấy tổng hàm 7 mét đã chào 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 anh ấy cho chọn thì mỗi anh ấy kết như ảnh lúc bị chào các bạn như vậy đặt nó không plastic các bạn bánh hà nó mất khi mà cho anh ấy viết score tạm dạ link khác chẳng về nè nó ọc nè link khác máu nè ọc nè anh ấy viết auto viết score mới ở đây nè như là nên thông anh ấy nên tàu nhầm sâu 3D mùi lấy plan không 3D hãy phát nhầm sâu 3D cho đồng bày tìm mũi đồng bày nghĩ sử dụng mở về những generate thì tăng lại nè là anh bỏ đặt về sau chào cho ông bỏ đặt tiền giờ add in nắng vì mình free trial giờ về mặc hai đài để lấy một nghề ở nắng thì plong nhưng đặt nơi khẳng khám video được nâng YouTube xâm rạp nữa giờ tôi tè cho mình cảm thấy là tè tới vì bài mình lấy nhưng giờ scale về mùi lớp làm rồi cho đồng bày khởi kết nhưng nó không đi về miền chỉ một nghề mỗi cái hai chỉ một nghề mà đại lý miền credit về miền parcap và parcap foundation ấy chỉ đảm được mất miền slab column wall chỉ mỗi những mặt đại framing floor chẳng hạn đấy bài dưỡng nhưng chỉ mỗi những cái credit về một miền môn dân á credit này dưỡng từ miền layer bao gồm layer này cứ layer credit để khởi nhé anh chỉ bị offset về thì chẳng như chờ khởi tới bị generate mà nó vì miền nó ở về trong phần mà anh ấy học sắp của mỗi grid anh ấy nhầm sâu grid nó khả năng 3D anh ấy để về bị bọn một hệ bầy ok giờ scale về mỗi lớp làm rồi cho anh ấy grid nhưng generate hai vậy nhỉ ok ok tập mà nó tự so bao nhiêu anh ấy nhầm ai select về nó khả năng 3D mở làm đó và bàn đấy dương từ mặt đề column phải nhận được này mà column viên miền pi cả nấy thì mỗi nào hình ảnh mặt đề viết đòi chỉnh pi này mà chỉnh pi cả hai mặt đề bài hát cho mỗi mặt đề boundary line cứ viết line chung với những cái hạt boundary hay là không muốn bọn này test tạm giờ query được không để viết nằm bài test ta à layer mới năng viết cho mỗi này layer này chẳng nó không đấy giờ nhầm cho một cái alpha pin sa thay máy mất và đấy nhầm bao giờ đấy vậy chẳng nhầm chạm vào này lấy giờ mình hay đấy vì chia rạch tảng vì miền tây là xó chỉ khác vì ai là xó một chẳng vì chia column sai kho column như ai đấy thay máu đấy vì ai nạp bị chọn là để chọn nát bị chọn thì mùi thì chọn thì pí vì miền bẹo set học set thế này chẳng nhầm được bao giờ đấy anh ấy rạch tảng family anh ấy bẹo ha từ một cặp vì chẳng tầm anh chờ khay đi về miền đồng áp về miền bay rồi cài sấp bị đàm anh generate khay ai biết đâu đấy nhầm miền cắt tỏi thì nhầm thò đấy biết đâu đấy nhầm đặt nó trong facebook cài bên cạnh mình cứ nhầm và lươn biết đâu thì anh ấy cứ nhầm thò đấy nhận đó khay mở chẳng vì bay rồi cài sấp bị đàm nếu khi anh rộp nhiệt tì đại việt đà không ai thế là việt đà lươn bên này bà nói về trần đành về dân đà xâm lập dân thực cá ấy vì lươn cụ xong đài dựa sơ khát về mà nói về sân chỉ tí tăng tù xo so năng vì mình cắt kết đấy dân bạc cụ cơ dân cắt kết đấy dân ai cụ xo so đòi bà rạp một người cắt kết đấy dân dân chọn là tí tăng đó dân ai cụ bà này chọn offset trên bị credit nó có nửa hơi ai chơi cả một đề bàn này vì trịnh thống rồi nhé mình đầu bà hỏi vì bây rồi cái sp không làm cấp bất vì lớn năng tiết này vì là tì tàng này tiết là nhầm năng generate tì tiền này chắc nhầm tiền toạt cho mùa này nhà này cứ địa vì lây giờ mình chắc là dân châu từ này tiết
nhầm sao là này chẳng những được layer này mà đó như layer mình là bây giờ này credit for này chắc mình chạy ok đi kia mà ở đây bị bảy sập đam này bảy sập tít tang này đó sao đó ấy nhưng mà toàn là mơ về ở nhưng mà tôi tru về này không lại khăn nữa nhưng bạn mơ ở và đây nhưng cài layer về đang ở về ở rồi mọi này bây giờ từng cười mơ plan làm lòng vậy nhé ok chẳng vì hào vậy đây là khăn mới tiết đại dương chọn mặt đè đá cài chỉ ở đây nhầm vua hay chỉ là khăn anh ấy nói khả năng đặc biệt đi bàn phải bấy vì miền vua snap cái cậu vua cài đặt nó khả năng này vì ở đây phòng bay rồi không ra vì vua này nè vua đi không ra vì phòng bay rồi chắc chừng ai generate vua thì nó không generate vó gặp bất vó vào nè anh chọn generate nó không vó vì miền phi lạc khan này nhưng chạy nó lừa vó cho anh chẳng vó tỏa dưỡng chắc chú lấy vì squal tại là dạ hạch đi first bọc vó lắm vì squal là hạch anh chẳng nó không đi khi em chọn được bạc ở đây ở khỉa mới và dưỡng chọn generate vó lắm mình ấy kì chìa vó anh chẳng lạc khan này vì squal cứ vì chìa lạc khan hạch đi điều lại hàng lại những việc tì tàng choán nhé, chè choán vào chắc lại những nhóm xong lục rồi về những sẽ về những thơ cáp đấy ta về những generate về tới giờ về chuột nè trong choán choán những những select comment choán chuột về vậy comment choán mà đấy cứ những ai ten gì đó nhóm ưu thoa này mùi chắc mà chua mà đấy cứ vào về mà chua về rồi đan này bất vì các bất vì cắt tầm này anh ấy mềm tội môi xây lại lấy cái đó nhầm lục bị chào cho sẽ lại cho vì những bất chất trả hạnh bàn nữa nhầm cài vì đi nhầm trên ở đây ta cài rồi này nó không nhầm mở thế khỏe anh ấy vì ập anh ấy dừng lịch chỉ miền một ngày mới được lần rồi vì anh ấy việc to không nhớ nè cho anh việc bán này được lần AutoCAD add anh ấy mới đặt mà anh ấy cho anh nhận anh ấy bạn là không được khai bị bòn phải bay để ai cho anh chẳng mà nó nếu như ai off về má này off này và anh ấy một cặp yếu xây này chắc là ở lỡ cứ nhóm phơ tại pi mới chả ăn của sầm lỡ nhóm phơ tại trầm này mối ạ tội nhỉ mùi chắc dương ai chả hạch bà này chả hạch chắc anh ấy vì điện thông thế chả hết được chìa anh ấy vì đấy chìa đặt cái này ok đặt cho anh thế nhưng sẽ lại cho anh mà việc bật đặt chất chả hết cả đấy và anh vì chưa từng cười ra mơ với tiết này ok chả hết sao thôi mày rồi nhầm bà bay ô cho nhầm bà cá chế bà nó rì vì pick vì nó này mới ok vì miền là khá vì ập toàn bật á ok mà này này vì đạch tâm lại này anh ấy rồi như việc toàn chùa chứ anh chắc nhầm này dừng lúc ý chào đó trim vì xong tôi phí lệt anh ấy bị miên là anh nào rồi ok anh bạc với dân lúc đài này bạn chắc tiền quá này các bạn về vào đài này anh ấy nhầm tiền như vậy này chạy chạy thay mày anh ấy việt ảo gì anh ấy tập chết ấy chết à ok bây giờ anh ấy việt đại trong gì đây anh ấy tí mới được chọn rồi chạm đầu tiên đó anh ấy tè tè là đấy chơi
phê hết trơn. Và nếu chảo cụ ta không sợ sẽ là vì một tí về thông tí và chạm cho nó vậy vì thọ à auto khét nó về này vì bật chất lại tiếp này chợ này vì đăng lại bật chất tiếp này xuống mấy nhận đăng thông pê cho năng lượng đó thông pê là chẳng vì riêng mà rồi nhầm prà bèo anh si pê nhầm page lưu ý không biết là tọt chất tiếp à lấy nhầm bay chạy về chỉ số cho nhầm bay chạy về trầm này ok tè tè muối tè này nó này mới vì vì vay với bạn trả hết nó chúng ta AutoCAD nó về số một trời cho nó quý việc ai trả này nhưng vật chưa vì việc đá này không thấy nhé vì ai vì tôi biết bà dương xung thông biết với tới chuyện này vậy đấy chị AutoCAD anh em lọc ra để vì trả hết với miền bằng hà anh ấy dừng xe tới dừng ai tới reload vì làm vậy nhé anh ấy chỉ vò tới những tay tay nên là về việc đi làm vậy chắc mà bọn này cho tất cả mình đấy mà hơi dừng cho mình đấy lính cho như là khẹt format hơi dừng giật bị reload đi với mà ok và nó bị miền đại mình sân lợi ấy chứ nhưng về gì thì lỗi tới việc lại nó là miền hạch nó miền hạch ở đây vì chúng cá việc khơi nha những tên này để hạnh mà chùa này là dân cụ mình chắc là có đá dân từ kệ vò lại mình một cạnh 700 mỗi sân này hiện được kệ bia là 700 ok này là nó bị chạm score tam 700 lúc bị chào ấy nãy giờ nhầm chầu khăn ông ấy dương chạy nó lơ vỏ chạy lơ plăng mà nãy dương lơ vỏ nó mình vỏ nhưng chẳng à vì mình chờ một cặp như vậy rồi mà đó ai chờ rệt đó mà anh chờ một cặp đó nãy bị ở toàn score là giờ nãy tay tay đầu tiên nó là vì riêng bạn từ control nó lơ à anh ấy thích hạt choose structural wall complete structural wall các bạn đang dùng miền toàn chữ bay là về top về là chẳng bị score là lấy nhầm rồi có đấy chữ khi rồi khi nhé này anh ấy các bạn này anh ấy hiện nay anh trang mà lấy đi miền mai chân đặt ai cái này có dùng ai cụ bạn này những trang cái mà chu hàng đi nó có dùng thứ ba này những trang cái rồi dùng cười cái nữa những cái cài bật hai chuyện này và nó là vừa ló dương ai đợi dương ai đợi lấy giờ nó bị cho anh kia vừa điện bạc cho anh cho nhất cho anh cho anh nhé ok anh ấy có phần này cái dương ai trên là red bàn này ô thôi nó bị chua nó là nhầm nhầm lục nhầm ít là như vậy cũ tạm đó nữa ok bà nhầm sẽ lục sẽ chất lôi chào rồi anh cũng cũng sao mày hiểu họ thì lấy việc ai trim à anh ai phi lấy được không lấy nhưng trên là lại tè sao mấy nhỉ nếu như là toàn mình có chụp anh ấy ai tiền về bật chất làm bảy trả hạch bạc chưa nó dính trong hạch tần nào kia thì chặt cài để ông khách tôi dính zoom chứ anh chặt hạch cài với tham nhuận cho lưu biết đây cứ còn như là bắt chất thiệt đấy lấy thì chỉ bắt chất để chặt hạch chết các bác đấy à, thấy anh chưa lưu biết đây zoom mà ở chứ không chặt đấy nhưng mà không cho bị bắt xe càng nghiệp bỏ phía đây anh ấy dừng xe về mặt tàng thế đó à nếu như mà tè trong khói vì đó hạ bay đi chiều về thì nếu như mà còn bây giờ đó và sân thì dừng chỉ cầm hôm nay dừng trong tình giờ tới prá
dừng pram bạch nó hãy tên bị gạt là phù hợp bảo vệ rồi gọi tên này tên tên tạm dạy em của bạn đưa ra nhầm khóc bà rệp cho mùi được cụm hồn áp hạp bím anh ấy dừng cho tất cả mình lại link xa thầm mấy đồng bày thuê cả bạc áp tên này thầm mấy châu dừng giờ đi lộn ok chờ ok mất chẳng à nếu anh châu tất cả này định nghĩa hay dừng chạy yếc này mà anh ấy nhận hết từ rất nhiều rất được nhiều tài thì mình dừng chạy máu ok và anh ấy vì đại vì cái tại vì ấy đây chỉ miền một nghề khẩn định bỏ bỏ là nhận khẩn định này mà chạy phim đi không nó còn cảm thấy nó về khẩn định bỏ bàn tiền ok để anh ấy vì trời nghề vì trời chọn nên bên đấy ai cần lịch địa bàn đó mà dựng vía sắp tới tì tàng là một cái cần lịch vậy mà bà vẫn đang nói chào mà anh ấy dựng ai prapra chấm rơ mùi tiết đại hà ra chấm rơ chùa anh chẳng nhầm ao ý lạc khăn năng cứ lạc khăn chùa anh rồi viên đi nhầm lục ý cháu lục rô lưng cháu lạc khăn chùa anh rồi viên khẩn lấm chùa môi năng structural wall anh ấy về vào việc cắt tại đây về chờ để chẳng thì mình tại gặp phải tới về tầm phần màn lại như thế có về refresh từ lời còn lớn được ở về buồn rồi chất sắp bị là mắn chắc cái nhé em cắt rồi nhé lại khăn và to tiết cứ hiểm trọng và hà như p đại bom ổn thôi cả này về hỏi em xong mà mọi việc sâu xong mà sao bật file link chào chứ np là dương thuê ca mà đề hãy bộ phổ thuê ca kết bản mán nâng khả năng lạc hẳn dương thuê kết bản mán xó so, miền bùm miền bùm miền miệt phòng vật bảo vệ màn cả đây dương thuê đạo cả đây châu chẳng nâng khả năng lạc hẳn bật tốt rồi bê dương mặt đề hãy bị miền cả phòng vật area nâng khả năng lý vì miền structural khẩn lập hẳn năng vì ai thì ai kết hốt đó tí tăng lại về ba cho mùi năng element xanh xanh chẳng tờ này nó có nói về miền bay bay tiết lại này về miền cái hai chỉ create form work set cho mùi năng anh ấy dùng ai create chỉ form work set của bạn này nhưng mà cái cho chẳng về ai create set bạn chẳng hạn này nhưng mà dùng select về giá về score thật lắm nhưng phản về và vì đó thì hạn được chỉ về nhảy xâm rạp nếu không nhìn lại bà đạp cảm thì để bị tập bốn tại chỉ thoảng là thế bật xe tên là kè đi được sao nhầm thôi chẳng lại là chứ đàn tại vì dựng bà đạp rồi để bị đoạn thái việc đôi chia đến thoảng là thế này rất là nấy nấy việc bàn chỉ xẹp mùi xẹp nó đôi chỉ bông chẳng nhầm sâu vào đó việc này cái sẹp để chỉ form vi generate chỉ form vật còn chỉ sẹp chắc một miền thân miền ấy phải việc đỏ tròn tì tàng nó to một tí cái này chỉ sẹp này nó còn đi ở còn nhóm sâu về thế nhưng mình pra về thì vừa dựng đại về mà bây giờ cho này mình dựng về thì thế nhưng bạn bật về bà sân chỉ không cạn này đại dương anh ấy gặp bất vi chain form vật đại dương gần đỏ sẹp đang cháy nhưng ai chơi ok máu này thì ai ok này nhưng mà nhưng sẽ là gì ta anh ấy mấy nhưng rồi hay kì rồi khó ý là mất mà sẽ là anh ấy structural phần lắm từ structural framing nè ok cái nông lệ khăn này ca kết bài bài ước một bộ này thì ca kết form work về ở đấy nông đề mình đứng dừng dừng kết về ở hai trăm dừng bị chạy tình này nhưng ai bị tranh tình này chỉ là khả năng chỉ breakdown nên là một cặp một mũi của bạn này bay ở việc tích tí của bạn này nó lấy nhiều cặp vò vòng này hỏi vò có được nhiều vò mình tập này hết anh ấy bây giờ anh ấy có vò này mình dùng cụ tới lấy đi mình tị bây giờ đã xa những trạng hạch việt ó những trạng hạch ấy ó những anh generate vò bạn này vò cho đại rồi này và nếu những anh generate đó của bạn này nhưng mà mình pay thôi
ឬសារចង់ថតវីដេអូចំណេញពេលទេអញ្ចឹងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះមានមុខងារមួយគេហៅជា total parameter ពត total parameter វា total លើទិន្នន័យដូចទិន្នន័យម្ដុំនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បិទ create ចាស់វាទិន្នន័យត្រង់ទីតាំងនេះវាយើងចង់គិតមៀតវាម្ដងក៏អស់ក៏បាននៅក្នុងនេះយើងអាចគិត framework អីចូលគ្នាក៏បាននៅក្នុងមុខងារ alpha beep នេះ total វាអញ្ចឹង total នេះគឺ framework ប៉ុណ្ណេះវា4000រៀល10000 40000 40995រៀលតែនេះយើងគូសមិនទាន់អស់ទេគូសអស់ច្រើនហើយមានបេតុងវាខ្ទង់ប៉ុណ្ណេះអានេះរៀល10000 10000 9000 ម៉ែត្រគីបជាហើយយើងខុនជាទឹកលុយហ្នឹងមែនតិចណាហើយយើងគូសមិនទាន់អស់ទៅសគូសមិនទាន់អស់ wall ហើយទាន់គូសធ្នឹមទាន់គូស floor ផងនេះអឺជំហាននេះបើសិនជាយើងចង់គិតជាលក្ខណៈគិតតាតសថាតសយើងចង់បែកតសនេះក៏ប៉ុន្តែតសវាមានជាមកកាត់ផ្សេងផ្សេងគ្នាទេខ្ញុំចង់នេះក៏បានចាំខ្ញុំបញ្ចេញទៅនៃឲ្យអ្នកគ្នាមើលយើងអាចគិតជា calculate total អញ្ចឹងតសវាប៉ុណ្ណេះ mat kit ហើយ framework របស់វាខ្ទង់ប៉ុណ្ណេះ framework វាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកគ្នាចង់បញ្ចេញទិន្នន័យលម្អិតទៅលើមកកាត់សរមួយអានេះយើងអាចបញ្ចេញជាលើកម្មវិធី David ក៏បានឬក៏នៅក្នុងហ្នឹងនៅក្នុង Alpha Beam វាមានមុខងារគេហៅជា model category អញ្ចឹងខ្ញុំរើសនៅក្នុងបច្ចេកអានេះវាមានច្រើនលក្ខខណ្ឌដែលយើងអាចគិតដំណើរគ្នាបានតែខ្ញុំចេញជា framework យ៉ាងចេញជា base level វាមានជា top level អញ្ចឹងទៅអឺនេះវាមានជា top level អានេះអ្នកអស់ចាំថាយើងអាចបញ្ចេញក៏ online នៅក្នុងនឹងបានទៀតនឹងតែមុខងារហ្នឹងវាមិនដឹងរ៉ាន់ក៏ online របស់សសអត់ខ្ញុំអត់បានតេសដែរតែលើកំពុងឲ្យ process លើនេះវាយើងទុកសិនអញ្ចឹងដូចជាមានជា volume របស់វាមុខងារមួយទៀតក៏ហៅជាមុខងារ type របស់វាអានេះគឺមកកាត់របស់វាអញ្ចឹងយើងមានតន័យជាច្រើននេះ top level នេះ top level ណៃតា top offset ថៃអានេះវាមានប៉ិតថៃ name ឬក៏អានេះថៃថៃ name គឺមកកាត់របស់វាអានេះក៏យើង export វាសាក់មើលខ្ញុំដាក់វានៅក្នុង desktop អូខេ open នេះអញ្ចឹងនេះតន័យនេះវាចាញ់អស់ហើយក៏ប៉ុន្តែ thai name នេះមិនមែនជាមកកាត់របស់វាទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងទៅសាកថ្មីអូខេអានេះវាខុសហើយមែនអាចចាក់ច្រកខ្លឹមអាចវាសយើងចិច្ចចាក់ច្រកខ្លឹមនេះហើយ framework base level ថ្ងៃដាក់ទៅ base level ក៏បានដែរមៀតនេះនេះម្ដងហើយយើង base level top level នេះ top level ដាក់វាក៏បានអានេះវាមាន column location column location ហ្នឹងវាធៀបមួយគ្រានេះល្អណាស់ចឹងអ្នកដឹងតសហ្នឹងវាទីតាំងណាគាត់ហ្នឹងវាស៊ីជម្រៅពេកអានេះវាតាក់ទងជាមួយការងារសាងសង់ហ្នឹងដើម្បីយើងnote នៅក្នុងតារាងក្រដាស់របស់យើងពេលយើងទៅធ្វើការឆែកការងាររបស់យើងវាងាយស្រួលខ្ញុំ export ម្ដងទៀតនេះនេះមកកាត់របស់វាឃើញមកកាត់របស់វាវាមានតាមនេះវាមានអានេះដូចគ្នាទេអានេះវា grid វាឈ្មោះ grid ក៏ប៉ិត grid ហ្នឹងខ្ញុំអត់ទាន់ rename ឈ្មោះវាទេយើងអាចបដាច់ហើយវាលេខមួយមួយអាចលេខគឺអាចជាសតវិញមកខ្ញុំសតមកកាត់ប៉ណ្ណេះមកកាត់ប៉ណ្ណេះមកអ្នកឃើញឃើញអានេះក៏វាបញ្ចេញតន័យលម្អិតខ្ញុំចង់បានល្អិតល្អិតទៅខ្ញុំចង់បានល្អិតចំពោះ wall ដូចគ្នាទេហ្នឹងយើងធ្វើដូចនេះខ្ញុំដូចមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណអ្នកនរគ្នាហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ
sau cơm hôn đại miên đầm rơi ca tiệm tương áo phạm bí nếu hình ảnh tiệm tương sẽ khăn cái hạt bò kịp to của bán và sợi áo phạm bìm nâng lưu khó lắc khơi rồi có ai tiệm tương của nhóm của bán và dân là dân trong bà thua mình đang bảo con.